OK, xin chào mọi người đã đến với cái event hôm bữa mà chúng ta có 100 ray với 100.000 nha. Thì tất đây là tổng hợp tất cả cái danh sách mà các bạn tham gia hợp lệ thì mình có post ở trên fanpage rồi. Thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ thực hiện quay số nha, chạy từ 1 cho tới 105. Ở đây có 105 bạn tham gia này. Ta có 10 lần quay nhé. Là số 46, cột số 46, 46. Này, bạn có mã này, nhận nha. Đầu tiên là 46. Còn 3 lần nữa nhé. 68. Xong rồi các bạn sẽ liên hệ lại với mình và Facebook của mình để nhận nháy nhé.